Câu hỏi này là của một người Mỹ. What do you do with the sin problem? Thì ông Mỹ ông hỏi là đối với cái vấn đề tội lỗi đó, mình phải làm như thế nào? Sư phụ nghĩ rằng những người làm kêu bằng tội lỗi đó là tại vì họ không hiểu phải làm sao để đừng tội lỗi. Họ không hiểu rằng những cái đó là tội lỗi. Mặc dù họ hiểu mờ mờ mịt mịt, nhưng mà không có đủ cái sự minh bạch rằng cái nào là hay, cái nào là dở. Tại họ không có học có tuồng, không học tuồng, cũng như người diễn viên đi sân khấu học tuồng không có rành. Thì bây giờ mình phải, những người nào hiểu biết cái tuồng đó phải đi chỉ cho họ. Những người hiểu biết pháp luật trong trời đất á, phải nhắc nhở cho họ, phải bắt họ học cho thuộc cái tuồng trở lại, thì họ hết làm bậy thôi. Ví dụ như trên sân khấu cái anh kia, lẽ ra anh diễn cái tuồng mà anh đánh cái người cô nữ đó, đánh chút xíu bên này thôi cho nó có chứng thôi, mà anh không có học kỹ đó, anh đánh thiệt cô nó xỉu xuống. Thì cái kiểu bên thế giới mình cũng vậy, những người nào mà họ làm tội lỗi đó là tại vì họ không biết cái thân phận thiệt của họ, họ không biết cái sự cao quý của họ, họ không biết cái pháp luật trong trời đất. Mình phải ráng tu hành để mình biết cho rõ ràng, rồi mình mới chỉ cho những người đó biết được. Chứ tự mình cũng mờ mờ mịt mịt, mình không biết, mình có cương đại thì cũng mệt lắm. Càng cương nó càng xa, càng làm cho cái sân khấu nó rối loạn thêm. Là các đức Phật thời quá khứ phải trải qua rất nhiều kiếp để thành Phật. Như vậy, pháp môn của sư cô có khác gì với pháp của đức Phật không? Vì pháp của cô là giác ngộ đời này. Vậy rồi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật không có thành Phật một đời sao? Ông cũng thành Phật một đời vậy. Còn những cái đời trước mà ông nói, những người khác nói rằng Phật tu đời đời kiếp kiếp, mình đâu biết được. Mình đâu thể nào mình verify được, mình đâu thể nào mình chứng minh được. Mình chỉ biết là ông sinh ra cũng như bao nhiêu người khác, rồi ông cũng ăn chơi cả đời vậy đó, tới 30 tuổi, ba mấy, rồi ông mới thành Phật. Mình cũng biết vậy thôi, chứ còn những cái kia mình đâu biết được. Thì bây giờ làm sao mình biết được rằng trong những đời quá khứ mình chưa tu hoặc là có tu? Thì bây giờ mình nghe người nào nói có một đời giải thoát thì mình thử chứ. Ngu sao ngồi đó đợi hoài, đợi tới chừng nào nữa? Mình cứ nghe những cái truyền thuyết không, rồi mình cứ tin đại vậy đó. 2.500 năm về trước mà bây giờ còn ngồi đó mà ôm mà tin hoài. Mà người Ấn Độ nữa, mà ổng là một người sinh ra là người hoàng tử, rồi ăn chơi cả đời thôi, không có làm cái điều gì phước thiện dai hết. Cứ ăn tiền của mấy người đóng thuế thôi. Rồi cái chừng đi ra ngoài thành thấy 3-4 người đau khổ chết chóc đó mới bừng tỉnh mới đi tu. Hả? Mày tu còn tu trật nữa. Tu khổ hạnh, cuối cùng mới bừng mắt ra mới tu đúng. Như vậy mà còn thành Phật được. Rồi quý vị cũng cứ tin theo là người đó giỏi nhất trần gian. Còn sư phụ là người hiện thời đây, cùng đồng bào với quý vị đây. Mà nói rằng sư phụ tu chứng một đời thành Phật rồi quý vị cũng có thể thu được. Quý vị không tin. Mà cái tin cái người Ấn Độ 2.000 năm trước là cái nghĩa gì? Những cái chuyện đó biết có thật hay là không? Rồi bây giờ quý vị phải nghĩ. Thí dụ như Đức Phật hồi xưa thành Phật đi, hồi những cái chuyện đó là thật đi nữa. Thí dụ vậy đó ha. Thì thôi cái chuyện nó qua rồi thì mình cũng để đó chứ. Bây giờ mình lo chuyện hiện tại chứ. Bây giờ phải nghĩ rằng sư phụ nói dối với quý vị để làm cái gì? Sư phụ đã bỏ hết cuộc đời đi tu rồi, bây giờ gần đất xa trời rồi. Nói dối với quý vị để làm cái gì mới được chứ? Phải đi sư phụ một lần truyền tâm ấn sư phụ lấy mấy ngàn hả? Hoặc là truyền tâm ấn xong bắt buộc quý vị mỗi ngày phải tới thăm sư phụ, quỳ lại ở ngoài đường á, hay là làm cái gì cho sư phụ á thì được, không có gì hết, không bắt buộc gì hết. Người nào ra là thôi ra luôn á, sư phụ không có bao giờ mà bắt buộc trở lại hoặc làm những cái chuyện gì hết, không có bắt buộc một cái điều kiện gì cả, chỉ bắt quỷ khuyên quý vị ăn chay tu hành giữ giới thôi. Cái đó là lợi cho quý vị chứ lợi cho ai? Mà tại sao sư phụ phải phạm đại vọng ngữ để mà làm tội lỗi cho mình, để mà ra xuống địa ngục như vậy? Hiểu chưa? Kính thưa sư phụ, trong kinh có nói vị tằng hữu thuyết nhân duyên, có nói về sự được phép uống rượu, theo sư cô nghĩ sao? Không phải được phép uống rượu. Cái đó là trường hợp đặc biệt của cái ông kia. Cái kinh đó là kinh kêu bằng vị tằng hữu thuyết nhân duyên là chưa bao giờ nói ra cái kinh đó. Kinh đó lần đầu tiên Phật nói. Cái ông kia,
Ông nói cái khi mà uống rượu đó thì ông làm cho bạn bè ông vui vẻ, mà ông uống rượu ông cũng nghĩ tới Phật như thường, ông tỉnh táo như thường, ông bao giờ quên Phật hết, ông bao giờ quên cái giáo lý của Phật hết. Phật nói vậy thì cũng được, chứ đâu Phật có khuyến khích uống rượu mà đâu có nói uống rượu được đó. Trường hợp của ông đó đặc biệt thôi, chứ còn học trò của Phật á, trời ơi, ông nghiêm lắm á chứ. Ăn thịt uống rượu là không phải đệ tử của Phật mà là đệ tử của ma, ông nói rõ ràng như vậy, thấy không? Cũng như hồi nãy sư phụ nói cái trường hợp đặc biệt của cái ông hai ông thầy tu kia, lẽ ra thầy tu không có được ôm ẩm đàn bà, nhưng mà cái trường hợp đó nó khác, trường hợp đặc biệt mà thôi. Thí dụ nghĩ rằng quý vị, cái trường hợp của quý vị đã cao như cái trường hợp của cái đệ tử của Đức Phật trong cái kinh Vị Tằng Hữu Thuyết Nhân Duyên đó, thì quý vị cứ việc uống rượu đi. Nhưng mà nếu quý vị uống rượu rồi còn say sưa túy lý, còn đánh đập đàn bà con gái, nói chuyện tầm bậy tầm bạ, làm mất danh phẩm của mình, làm đầu óc mình không được sáng suốt, thì biết rằng cái đẳng cấp mình nó còn thấp lè tè, không nên uống. Ok, thôi tu đi, tu thành Phật đi rồi sư phụ cho uống rượu. Ok. Chừng nào mà thành Phật á, lại báo cáo sư phụ biết à, sư phụ khai tiệc rượu mừng liền. Chứ chưa thành gì hết mà cứ đòi này đòi kia hoài, rồi cứ tìm cách bào chữa cho mình, cái đó có hại cho mình. Chứ không phải sư phụ nghiêm khắc để làm cái gì. Tại vì uống rượu là quý vị uống, tội là quý vị chịu, đầu óc không sáng suốt là của quý vị, vấn đề quý vị đâu phải của sư phụ. The song is go 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 go. You can sing devotional song to God and at the same time enjoy ourselves. God is not so miserable and heartless, okay? So we can practice meditation and enjoy our life at the same time. Is that okay?